Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang hộ đám cưới các bạn ạ. Mình sẽ quay video cho các bạn xem về một cái nghi cách của người đi lên Lạng Sơn đón vợ các bạn nhé. Tiếp tục tài nùng các bạn đón xem video nhé. Các bạn nhé, hiện tại thì đang là chương trình ở châu nhé. Đây chắp châu. Đi chào anh. Nhà trai đang đến đón dâu các bạn nhé. Đang ông đang lên học lớp ông em. Cả hồng bên cái gì à? Nặc ư? Nặc ư? Xin mời giờ đẹp xin mời đại diện tất cả gái cũng như xin đại diện hội gia trai gia họ gái hội gái đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các chúng ta ngồi xin đại diện hội gia trai và xin hội gia trai chúng ta ngồi ngồi xin đại xin mời bên gái của mình xin đại diện các trưởng đoàn ông cho một đĩa thắp hương, thế còn lại thì vâng là chia cho các cụ ông và bên họ nhà gái để chúng ta thưởng thức cái chầu tiên phương của bên họ nhà trai của chúng ta mang về. Và xin đại diện mời và đề nghị bên họ nhà gái. Xin đề nghị cô dâu chỗ về. Vâng, khẩn trương đón được không ạ? Rồi thì tạm biệt trình diện 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 với hai các cụ. Thanh niên xin đề nghị cho thanh niên đã qua dây rồi thì ra ngoài luôn thì cũng chiến chia lớp tình yêu của con cháu.
thường là một lễ của bên nhà trai cũng như sáng rõ rồi sẽ làm một lễ cho họ nhà gái tôi sẽ làm một lễ là cho hóa ra anh nghe rồi đấy anh thì bây giờ kính thưa gian tiên kính thưa mong các vụ không kể trên và một bên giờ phút giờ này khát rồi đã khát rồi bây giờ hai cháu sẽ lên đấy bấm rau không vừa đó thì bây giờ đến chúng tôi thôi bây giờ gái thì tôi thì đường 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 sang thì kiến trước xong rồi bây giờ gái tôi đi sang sang chúng tôi kháo xin thưa các ông, hai cháu đã là đầu tiên chưa? Và rồi xin đề nghị hai hoàng huynh chúng ta cho một tràng pháo và rút cả tháo vào. Và sau đây thì sẽ là phía hội đại để có dặn dò. Vâng ạ, để có dặn dò này trong cái dịp này và trong khi là thời điểm này thì dặn dò thì xin ra để tất cả các cụ ông bà chúng ta dặn dò cho. Bây giờ tôi xin phép. À, nội, tôi xin tôi chia, hồi kết giờ giờ thì móc vào không, tặng cho các bạn, xong rồi đến được, hết đồ, học chân, tặng quà, hát đủ, các cấp kia, không biết hoa, tôi nói sẽ là anh em hàng xóm, người thân thân gia đình mình, con đời đã đủ gì, em gái, bạn của mình, rất dễ, rất dễ, rất dễ, đó là tự nhiên, rồi tiếp thu mình, rất thời gian không mình sẽ đến làm thế này để và để bây giờ ta đúng có bây giờ để làm thế để vượt lên cái con đường còn rất là xa xa đây là một bác, đây là con gái, bác của bên đàn gái thì là chúc hai cháu luôn luôn làm ăn mạnh khỏe. Cái gì thì là thất bát thất bát thầm 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 thầm. Là gì? Ba gì? Là chuyện gì? Cái gì? Hai đứa sẽ từ bỏ ban đầu và hoàn thành bài thi của mình thì chúc hai cháu thành phúc phúc năm năm. Vâng. Đây là gì? Chúc hai cháu, đây là chị dâu.
đây cũng là thí chung cho hai cháu cho là xuống 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 hay thì các bạn có gì thì liên hệ với mình nhé, mình sẽ tiết điện thoại với cả để lấy đề các bạn nhé. Fanpage của em là Lộc Bình tôi nha anh nhá. Chung là video mình thì cũng dừng đây các bạn. À, xem video thì hãy để lại cho mình một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Hello.
Cô dâu cho bạn nhá. Thật sự cô dâu cho bạn nhá. Bạn nhá. Dâu thì đi được các bạn ạ, mình không thể đi được các bạn nhé. Rồi video mình đây cũng kết thúc các bạn nhé. Bạn xem video thì nhớ để cho mình xin một like và đăng ký kênh bạn nhé. Video mình sẽ kết thúc nha các bạn nhé. Bọn mình chúc tất cô dâu chú rể luôn luôn phúc các bạn nhé. Với tất cả các bạn nhé.